Xin chào các bạn. Trước khi vào video ngày hôm nay thì mình có một ý kiến thế này. Nếu các bạn nào mà có những cái thắc mắc băn khoăn về cách vẽ các con vật, hoặc các bạn muốn có một thử thách nào đấy cho mình, hoặc là yêu cầu mình vẽ cái gì đó, thì các bạn hãy để lại comment. Mình sẽ cố gắng thực hiện những cái yêu cầu của các bạn và hướng dẫn các bạn. Ok, hôm nay chúng ta vào video. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một con chuột. Thì đối với cái loài chuột này thì quá trình dựng hình thì các bạn chú ý đến một số vấn đề. Đó là chuột thì nó sẽ có phần xương cột sống rất dài kéo từ cổ xuống xuống đuôi và uốn cong ở cái phần lưng. Cơ bản là nó sẽ vòng lên như vậy. Mình đang vẽ con chuột ở đây là tư thế ngồi bình thường. Tư thế bình thường của loài chuột thông thường nó sẽ như thế này. Thì cơ bản là các khâu dựng hình thì cũng không có gì phức tạp. Rất nhiều video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn để các bạn thực hiện rồi. Thì với con chuột này mình cũng thực hiện tương tự như vậy. Bạn dựng khung hình, cái phần chân thì các bạn chưa cần vẽ rõ vội nhé. Để tí nữa sau khi mình xóa các nét thừa đi thì lúc đấy mình sẽ vẽ sau cũng được. Mình có riêng cái phần hướng dẫn vẽ các ngón chân ở nó cho các bạn xem. Sau khi dựng hình xong thì các bạn tẩy đi những cái phần thừa, tô lại những cái đường nét mà vừa bị xóa mất. Chuột là một loài gặm nhấm, nói chung là rất phổ biến trên thế giới. Thì đây là cũng một loài rất thành công trong cái công cuộc sinh tồn và tiến hóa. Chúng có mặt khắp mọi nơi trên thế giới, hầu như là ở đâu cũng có chuột. Nói chung là cái loài chuột là một loài gặm nhấm có hại. Chúng thông thường là phá hoại hoa màu, rồi là vật dụng gia đình, truyền nhiễm những vật bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên cũng có một số loài chuột thì rất đáng yêu và trở thành cái thú cưng của con người. Bản thân mình thì cũng có khá nhiều kỷ niệm với loài chuột. Ngày bé thì thường ra đồng cùng các bạn đi bắt chuột đồng. Đi bắt chuột đồng thì bọn mình thường sử dụng cách đó là hun khói. Hun khói ra xong là tương đối là dễ bắt. Nó ở trong hang nó bị cái khói đấy nó làm nó say, nên là lúc bò ra nó lồm cồm bò ra thì rất dễ bắt. Đặc điểm của cái loài chuột này là răng nó sẽ phát triển không ngừng, do đó nó bắt buộc phải cắn các vật dụng ấy để mài cái răng nó bớt nhọn đi. Thì chính vì thế mà chúng rất phá hoại trong nhà. Nói chung là mình có nuôi gà con ấy, có một lần thì có một đàn gà con được khoảng chục con, thì chuột nó vào nó cắn chết hết các bạn ạ. Cắn nhưng mà không ăn, cắn gần như chỉ để chơi. Do đó là nói thật là trong thâm tâm mình là mình rất ghét loài chuột. Cũng có nhiều cuộc chiến với lũ chuột này rồi, mình cũng tiêu diệt được khá nhiều. Có lần còn bị nó cắn vào tay. Các bạn thử hình dung là một con chuột nó tầm khoảng 1 cân, chuột cống ấy. Mình đào hang nó và thò tay vào cậy đất và nó tranh thủ nó tấn công, nó cắn vào đầu ngón tay mình luôn. Bạn thấy nó liều lĩnh đến như vậy. Nhiều con cũng rất khôn là bẫy là không bao giờ vào. Thì sau khi thực hiện các bước kia xong thì các bạn lại đánh bằng chì 2B hoặc 3B toàn bộ thân con vật. Đây là phong cách của mình, lúc nào cũng thế. Xong sau đó dùng bút giấy để đánh lại các phần trên cơ thể con vật. Bút giấy hoặc tăm bông, tất cả đều được. Các bạn nhớ đánh đều tay nhé. Nhẹ nhàng. Và lại tiếp tục tô lại những cái đường nét mà mình vừa ấy xong, vừa bị mờ xong. Đến lúc này thì hình dáng con chuột cơ bản đã xuất hiện. Về phần mắt con chuột thì cơ bản là mắt nó có hình oval nhé các bạn nhé. Khá là tối màu, nên khi vẽ thì cũng tương đối đơn giản. Tớ sử dụng cái bút chì 8B.
để mình đánh đen toàn bộ con mắt, thì có để chừa ra một phần trắng trắng để làm cho con mắt nó nổi bật hơn. Đấy. Thì xong sau đấy là mình sẽ dùng cái tẩy đất sét này để mình tẩy tẩy qua cái chỗ con người ấy. Nói chung là các bạn tẩy để nó hơi mờ mờ. Các bạn có thể quan sát trên video mình làm rất đơn giản, vẽ mắt chuột dễ. Về phần tai thì chúng có một tai hình dạng cơ bản là giống như kiểu là tròn. Tai chúng khá là mỏng. Do đó khi vẽ mình phải thể hiện được làm sao cho nó có cái cảm giác mỏng. Tối sáng phần lỗ tai các bạn cho sáng hơn. Chỗ phần vành tai thì lấy tẩy sét tẩy qua một lượt. Đấy. Thế là nhìn cảm giác nó chân thực mà cái tai nó cũng cảm giác nó mỏng. Phải đánh chì thật mịn đấy các bạn nhé. Tai bên kia thì chúng ta chỉ nhìn thấy mặt sau, do đó là chỉ cần đánh đơn giản thế thôi. Phần mũi thì do là chúng ta đang nhìn ở góc nhìn ngang, do đó là chúng ta chỉ quan sát như thế này. Phần miệng thì cũng rất dễ. Cơ bản theo mình thì cái phần khó nhất khi vẽ con chuột này đó chính là phần vẽ lông các bạn ạ. Vẽ cái lông là cái tương đối phức tạp và các bạn cần phải có kinh nghiệm. Bất kể loài động vật nào có lông nhiều này, ví dụ như thỏ, chuột hay là sóc. Mình cũng không phủ nhận việc là mình đánh lông còn rất thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên thì đó là trước đây thôi, còn đến khi con chuột này thì mình đã nghiên cứu tương đối kỹ và mình đã hiểu cách đánh lông của con vật như nào cho nó đẹp. Thì các bạn theo dõi. Còn đây là phần vẽ chân. Cơ bản thì chân chuột sẽ có 5 ngón, khá là nhỏ nhắn. Và 5 ngón này thì thông thường nó có một lớp lông trắng mịn, lông tơ. Vẽ chân nó cũng tương đối là đơn giản. Các bạn quan sát mình vẽ và thực hiện theo. Các bạn nhớ là cái lông nó chỉ kéo dài đến phần cổ chân đấy nhé. Còn phần bàn chân này thì cái lông đen nó không xuất hiện đâu. Mà nó ít lông hơn. Với lại là chỉ có lớp lông tơ trắng mịn nó bao phủ. Những cái chỗ nhỏ như này thì các bạn nên dùng cái bút chì bấm 0,5mm 2B để vẽ những cái chi tiết nhỏ như này. Và tất nhiên rồi, không thể thiếu được cục tẩy, lúc nào cũng phải bên tay. À, thêm một thông tin thú vị nữa cho anh em là mình đã tìm ra cách để xử lý ánh sáng rồi. Ở video này mọi người sẽ thấy mình vẽ mà nó sẽ không bị phản xạ ánh sáng nữa, nó không bị mờ nữa. Và mọi người có thể nhìn thấy rất rõ ràng cái màu sắc chân thực khi mình vẽ. Thì cũng không có gì khó, mình thay đổi cái góc độ của cái đèn ấy, mình để xuống thấp để chiếu để cho cái ánh sáng nó không vuông góc với lại cái bề mặt bức tranh nữa. Thế là nó hết luôn cái việc phản xạ ánh sáng và bị bóng nhòe mờ. Thì nó mất hẳn các bạn ạ. Nên các bạn rất dễ để quan sát. Mọi người cũng thông cảm cho mình ở những cái video trước thì nó cái chất lượng hình ảnh thì nó hơi xấu một tí. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Bây giờ đến phần vẽ lông thì mình sẽ nói như này. Cơ bản là các bạn sẽ dùng cái bút chì bấm 2B 0,5mm này để các bạn tỉa lông. Thì tỉa lông khá là đơn giản. Trước hết thì các bạn sẽ tỉa những cái lông theo cái đường viền cơ thể của nó. Tỉa những cái lông hết sức nhỏ nhắn. Và cái điểm quan trọng mà để tạo nên được một cái bộ lông đẹp cho con vật đó là cái độ dài ngắn của cái lông. Thì các bạn phải căn cứ vào cơ thể thật của nó. Thì cái độ dài ngắn này như nào, ví dụ như lông ở phần đầu thì nó sẽ ngắn hơn. Thì khi đánh thì các bạn sẽ đánh ngắn từng chiếc, từng cái một, đánh thật ngắn. Đây như mình đang đánh này. Còn cái phần lông ở trên cơ thể nó thì sẽ là lông dài. Do đó các bạn đánh dài hơn. Chứ nếu mà ví dụ như các bạn mà đánh cái độ dài ngắn nó mà giống y hệt nhau ở mọi vị trí trên cơ thể thì nó sẽ tạo ra một bộ lông nói chung là rất xấu. Cái thứ hai nữa là chiều hướng của lông. Chiều hướng của lông thì trên mỗi bộ phận của con vật thì cái hướng của lông nó khác nhau.
Ví dụ như lông ở trên người này thì nó sẽ uốn cong theo cái phần lưng, thì các bạn đánh cũng phải đánh cong theo cái phần lưng đấy. Cổ cũng thế, chân cũng thế, nó sẽ xuôi xuống dưới. Còn phần đuôi thì cơ bản là đuôi chuột thì nó ít lông, vẫn có một hai sợi, vẫn ít thôi. Thì các bạn chỉ cần tô chì và đánh chì qua là được. Vẽ thêm những cái hình vòng tròn theo phần đuôi nữa là xong. Cái đuôi nó có dạng như kiểu là cái vòng vòng ấy, cái nếp nó vòng theo cái hình cái đuôi ấy. Đấy, phần lông thì cơ bản là các bạn phải chú ý cái độ dài ngắn và cái hướng của lông. Hướng của lông nó phải đúng. Đấy, cái lông ở trên lưng nó xuôi theo cơ thể. Nếu ở đây mà các bạn làm nó không theo đúng hướng ấy, thì nó sẽ rất buồn cười. Một chú ý nó nho nhỏ nữa là sau khi đánh xong cái lông này thì bằng bút chì 2B, 3B, bằng bút chì kim 2B thì các bạn hãy sử dụng một cái bút chì 6B hoặc 7B để các bạn đánh những cái sợi lông đen ấy. Bởi vì trên cơ thể nó sẽ có thêm những cái phần lông đen, những cái lông đen thưa thưa. Các phần bụng rồi là các phần chân trước này các bạn đánh, lấy chì các bạn tẩy nó sáng sáng lên một tí, bởi vì lông đấy thường là lông trắng, nó sáng màu hơn các phần khác. Cơ bản thì video vẽ con chuột của mình đến đây là sắp kết thúc. Thì cũng chân thành cảm ơn các bạn theo dõi. Nếu các bạn thấy video hay, bổ ích và đem lại cho bạn kiến thức thì các bạn hãy dành tặng cho mình một lượt sub và like để ủng hộ mình tiếp tục hướng dẫn vẽ thực hiện những video hướng dẫn nó tốt hơn nữa. Thì chân thành cảm ơn các bạn. Nếu có bất kể vấn đề gì thì các bạn có thể để lại trong phần bình luận, ý kiến của mình trong phần bình luận thì mình sẽ trả lời và sẽ làm rõ với các bạn. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ.